Chào mọi người, mình là Mai Phương đây và hôm nay cái video này mình sẽ nói về cái việc mà trao giải Girl Quay kỷ niệm 70.000 sub á. Thì hôm nay mình sẽ có nhờ anh Gà trợ giúp cho mình nữa. Rồi, anh nói đi. Ok, chào các bạn, mình là Gà đây và chào mừng các bạn quay trở lại với cái video trên channel của Mai Phương. Thì hôm nay chúng ta sẽ có rất nhiều vấn đề để cần nói. Rồi, em nói đi. Thì trước khi mà mình công bố những ai đã trúng giải trong ngày hôm nay á, thì có nhiều bạn á, trong cái video đó mình anh Gà nói quá nhanh, bản thân mình còn cảm thấy cái video đó anh Gà nói quá nhanh, cho nên là không thể truyền đạt hết cho các bạn nghe được kỹ là cái giveaway này nó chỉ diễn ra tại Discord thôi, nó không diễn ra trên YouTube, bởi vì comment trên YouTube mình rất là khó để mà tìm ra người trúng giải, nên là mình bắt các bạn là phải vào Discord. Thì cũng gọi là hơi bất lợi cho những bạn mà không biết Discord là gì. Mình có đăng một cái hình một bạn sẵn sàng tạo ba cái ạc YouTube để mà comment cái tên Roblox spam 2 lần, mỗi một cái tài khoản là spam 2 lần vậy đó. Mình không biết làm sao các bạn, cái quạt, cái giveaway của mình nó không có lớn. Cái này giống như là mình chỉ gửi tặng bạn những điều quạt cảm ơn nho nhỏ thôi, chứ Roblox bây giờ cũng khan hiếm nên là mình có điều kiện nhiều để mà có thể giveaway số lượng Roblox to được. Thì ngày hôm qua là mình cũng có viết một cái bài đăng trên YouTube là sẽ bắt đầu khoảng thời gian từ 12 giờ ngày hôm qua tới 12 giờ ngày hôm nay. Thì mình đã công bố rồi, con bot giveaway nó cũng đã công bố những ai may mắn và anh Gà cũng đã trao giải xong rồi. Thì ở đây mình có ba cái giải thưởng, trong đó bao gồm cái giải thưởng đầu tiên là 10 bạn sẽ được kết bạn với mình. Nhưng mình có một cái điều kiện, đó chính là các bạn phải gửi cái yêu cầu kết bạn với mình trước. Khi mà mình click vào cái trang profile của các bạn thì mình đã thấy cái nút đồng ý thì mình có thể dễ dàng nhắn hơn. Thì mình cũng đã đặt ra yêu cầu rõ ràng rồi, nhưng mà vẫn có ba bạn. Thực ra thì chỉ có hai bạn là chưa gửi lời mời kết bạn của mình, nên là hai bạn đã bị hủy giải rồi. Còn một bạn còn lại thì đã gửi cho mình cái lời mời kết bạn, nhưng mà cái bạn bè của bạn ấy đầy rồi 200 rồi, nên là mình không thể nhấn kết bạn được. Nên là chỉ có 7 bạn là được kết bạn với mình thôi. Tiếp đó thì chúng ta có 5 người, mỗi người sẽ được 10 robux. Thì cái này là robux từ bạn Chết Sỏ và bạn Khanh. Thì hai bạn ấy đã tích góp Robux từ lâu rồi, giờ thì mình đem vô giveaway này luôn. Đó là 5 bạn trúng thì 5 bạn chuyển hết luôn. Tiếp theo là 10 bạn, 10 Robux thì đó là cái Robux của mình. Mình coi lại thì cũng chỉ có 7 trên 10 bạn là đã tham gia vào cái group Roblox của mình thôi. Còn 3 bạn kia chưa có tham gia nên là mình hủy giải luôn. Nhưng mà riêng với cái giveaway Robux này thì mình ba bạn mà không join group á, thì bây giờ mình sẽ chuyển nhường cho người khác. Thì mình cũng đã random được ba bạn khác, thì nói chung là 15 bạn đã nhận được Robux từ cái sự kiện này và 7 bạn đã kết bạn Roblox với Mai đó. Thì ở cái phần cuối cùng của xét duyệt giveaway thì mình cũng đã có tổng kết rõ ràng rồi, và cảm ơn mọi người đã quan tâm đến giveaway này, và cũng cảm ơn các bạn đã xem những video trên kênh của Mai nha. Và anh Gà có muốn nói gì không? Đó thì nãy giờ mà khi Mai nói thì mình đã cho các bạn coi về cái danh sách xét duyệt giveaway ở trong Discord ha. Thì tất cả đều có và những cái dẫn chứng đều được công khai ở trong Discord hết. Nếu bạn nào mà còn thắc mắc thì có thể truy cập vào Discord với phần xét duyệt giveaway để xem nè. Còn bạn nào mà muốn coi lại giveaway á thì có thể bấm qua cái tab là giveaway như thế này ha. Thì chúng ta có ba cái nón, gọi là ba cái nón phù thủy. Mình cảm thấy là cái thời gian mà đến Halloween thì nó rất là xa. Cũng không xa lắm nhưng mà mình thấy nó khá là xa, tại vì mới lúc khoảng thời gian này thì mới đầu tháng 8. Hình như khoảng tầm cuối tháng 10 hoặc cuối tháng 11 thì mới tới Halloween. Cái thì 75 Robux, một cái thì 100, một cái thì 125. Cái đầu thì giống như là cái bìa cạc tông ấy. À, nó chất liệu là bằng giấy á. Đó là độ tái chế đó em. Chế Eco là kiểu như là độ tái chế lại á. Nó ghi là cái này là dành cho cái ngày trái đất. Tức là đồ này là thân thiện với môi trường. Còn cái nón tiếp theo thì 100 Robux. Cái bản sơ giống giống vậy nè. Đó là cái đĩa đó em. Em bấm vô em thấy cái đĩa hả? Cái đĩa CD á. Rồi kế trên cái nó là một cái đĩa mềm nữa. Vãi rồi. Nón này á hả? Nón này là nó pháp thuật bình thường hả? Nó giống cái nón mà trong Harry này Potter á. Nó sát gốc dưới ha, phù thủy nhất. Nhưng mà em vẫn có cái thiện cảm hơn với cái nón phù thủy bé lam rút bút bịt tông hồi nãy á. Rồi, cái em nghĩ là cái phần mà em bày tỏ quan điểm như là công bố những ai đã trúng giải rồi thì đã xong rồi. Bây giờ thì anh Gà có cái phần gì nữa đó? Ok, thì cái phần cuối cùng á là về vật phẩm Icebreaker Commando. Thì hôm bữa May đã có đăng một cái video về cái việc là phỏng đoán cái việc item này sẽ ra như thế nào và chúng ta có lấy được hay không. Thì hôm nay á, ngày 9 tới ngày 11 tháng 8 2019 bên Mỹ, ở bên trụ sở Roblox á, nó đang diễn ra một cái sự kiện RDC.
Cái sự kiện này hàng năm diễn ra dành cho những dev, những cái người mà phát triển game. Họ sẽ tham gia dự vào một cái hội thảo này. Thì cái Icebreaker Commando này, sau khi mình xem một số video trên mạng của những YouTuber khác, thì chúng ta đã rút ra được một cái kết luận là những vật phẩm này chỉ dành cho những dev hoặc là những người có đủ điều kiện tham dự tại cái sự kiện này thôi. Tức là họ được một cái vé máy bay, họ bay qua Mỹ, họ dự cái sự kiện này. Thì trong sự kiện này nó sẽ cho chúng ta một khoảng thời gian để chơi những trò chơi giải trí. Thì những người mà tham gia, tức là những dev tham gia đó, nếu mà giải được câu đố trong cái sự kiện này, nó sẽ có một cái game là Icebreaker Commando nè. Những người đã đạt được, bây giờ là ngày 10 tháng 8 rồi, là bên nước ngoài cũng là 9 tháng 8 rồi, tức là bắt đầu hôm nay bắt đầu sự kiện RDC ở Mỹ nè. Thì những người mà đã được cái Icebreaker Commando này đều là những dev game được mời tới sự kiện đó, chứ không hề có một người bình thường nào, bất kỳ một người chơi nào ngồi ở nhà được vật phẩm này nha các bạn. Hãy lưu ý cái điều đó. Đây, nó chính là tựa game này đây, RDC 2019 Icebreaker ha. Thì các bạn đang thấy là một server có một người thôi, và những người đang tham gia trong cái server này đều những dev cả. Ở đây thì có hai phiên bản nha, bởi vì ở Mỹ và ở Anh đều có hai cái hội thảo này hết. Những người ở Anh thì tham gia vào cái link game này. Dưới đây có một cái dòng ghi chú nè: với những câu hỏi về game ở trong cái tựa game này thì làm ơn hãy liên hệ với những cái nhân viên Roblox đang cầm những tấm vé. Lập lập là nói chung là những cái này là cái sự kiện diễn ra tại khu vực đó thôi, chứ không phải là sự kiện diễn ra cho tất cả mọi người các bạn nha. Rồi thông báo cho bạn như vậy ha, để cho những bạn chúng ta đừng có nuôi hy vọng, đừng có trông mong vào vật phẩm này nha, mặc dù nó khá là đẹp. Ok, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo nha. Bye. Bye bye.